Xin kính chào đại gia đình mình nhé. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 năm 2024. Nhà vườn mình tiến hành khoanh và xử lý phun giữ quả lần 2 cho cam đường canh từ hôm mùng 1 tháng 4 năm 2024 vừa rồi. Hôm nay là được 5 ngày mọi người nha. Mình ra vườn để mình xem tình trạng, nhận định quả, xem mức độ nó lớn như thế nào. Sau 5 ngày là nhận định được rồi. Đấy. Sau 5 ngày nhà vườn mình tiến hành phun giữ quả bằng cái chống phân tầng quả kết hợp G3 kết hợp phân bón lá amino acid và bo canxi đây. Đấy, amino acid mọi người nhá, amino canxi nữa. Đấy. Quả sau 5 ngày phun đã phỏng lớn cực kỳ luôn, cực kỳ là đẹp mọi người nhá. Này. Sai như sung. Quả lớn rất là đẹp mọi người nhá. Đấy. Đây. Quả của ngày mùng 6 tháng 4 năm 2024. Đây. Có một số cành điểm cũng đã bắt đầu chia thải những quả nhỏ ti li ti mọi người nha. Đấy. Còn những quả to nó sẽ ở lại và nó phỏng lên. Đây. Sai quá nó phải chia quả thôi, nó phải chia quả mọi người nha. Đây giờ cam bưởi là đang đến thời điểm để chia quả mọi người nha. Đấy. Thì thuốc tốt là an toàn ở trong cái giai đoạn như bây giờ đây mọi người nha. Còn mọi người phải sử dụng thuốc thì mọi người phun, mọi người biết là thuốc tốt là nó chỉ giữ cho ở cái chầu thời kỳ dụng sinh quả, chia quả sinh lý thời điểm này là nó giữ chịt lại sai như sung như này. Còn sau đó phụ thuộc vào cái kỹ thuật để mọi người phun, giữ ẩm và cho ăn để phụ thuộc nó thì nó mới lại sai quả được mọi người nhá. Nếu như mà thuốc thì nó chỉ giữ được ở cái thời kỳ chia quả dụng sinh lý này thôi. Thế nên là mọi người đi kỹ thuật để cam đường canh thì cả một cáo trình kết hợp hài hòa, chứ không phải nguyên phun thuốc giữ quả mà đã an tâm đâu mọi người nha. Thì giai đoạn này mình cũng bộc bạch chia sẻ với mọi người ở cái thể trạng để mọi người giữ quả tiếp theo, ở những cái bước tiếp theo cho cam đường canh. Thứ nhất là bây giờ là đang thai giai đoạn trung chiêng, là đang chia quả thì nó phân ra ở hai cái hình thức. Hình thức ví dụ như cây cam mà khỏe quá thì nó tổng hợp là đạm cao. Nói cách khác là cây nó khỏe thì nó sẽ thiên về cái sức sống của cây hơn, nó không nuôi quả thì nó sẽ đẩy lộc, và đẩy lộc là mọi người biết nguyên tắc là nó sẽ đẩy quả, đúng chưa ạ? Đẩy lộc là nó sẽ đẩy quả, và đẩy quả thì mọi người biết là rất là thiệt hại. Đấy, nó rụng hết sạch luôn đấy, nó đã là mọc lộc ra là nó nuôi lộc là nó sẽ đẩy hết quả mọi người nha. Đấy là ở cái thể trạng cây đó khỏe, còn ở thể trạng cây yếu hoặc là lâu năm già đói ăn thiếu dưỡng chất đấy thì mọi người lại phải có hình thức xử lý nó như thế nào cho hợp lý mọi người nhá. Đấy thì mình xin bộc bạch chia sẻ là ở cái thể trạng ví dụ như cây cam khỏe, lá xanh mướt, khỏe đẹp thì mọi người lên phải tiến hành mọi người phun những cái dòng phân bón lá nào đó để mọi người hãm cây nó lộc, cho nó khỏi đẩy lộc thì nó sẽ giữ quả lại. Còn đầy nhà vườn đã khoanh thô trong giai đoạn này nhưng có một số bác đã bảo là nó còn vẫn còn mọc lộc bình thường. Tại vì sao lại có cái nguyên lý đó mọi người nha? Khoanh mà lộc vẫn ra. Tại vì khoanh là làm cho bộ rễ nó không được ăn thôi, nhưng bộ rễ nó như thằng tù binh, nó vẫn cứ phải làm việc mọi người nha. Mọi người phải hiểu là quá trình khoanh, tại sao khoanh quả nó lại lớn. Rễ hút chất nhờ cái vỏ của cái lớp rễ đó, gọi người ta còn gọi là cái nhu mao của cái nhu lông của cái lớp vỏ để nó hút nước mọi người nha, để nó đưa vào trong thân gỗ, và trong thân gỗ nó đẩy ngược, và trong thân gỗ nó đẩy ngược lên để lên trên lá này, lá nhờ ánh sáng quang học tổng hợp biến thành chất, một phần đi nuôi cơ thể, nuôi chính cây và nuôi lá, một phần nuôi quả, và một phần nhờ cái lớp vỏ nó vận chuyển ngược lại để nó nuôi bộ rễ. Đó, thì bộ rễ thực ra khoanh là làm cho bộ rễ nó yếu đi, nó không được ăn thôi, nhưng nó vẫn cứ phải là nó hút chất, nó vẫn phải làm việc mọi người nhá. Đây là cam lồng vàng, đây là cam lồng vàng của nhà mình mọi người nhá, quả to như này này. Nó vẫn phải làm việc. Thế nên là mọi người lưu ý, mọi người khoanh xong thì mọi người vẫn phải giữ ẩm, tưới giữ ẩm thường xuyên. Và bên trên thì mọi người phải phun bằng những cái dòng, ví dụ như đơn thuần cây khỏe thì mọi người phun cho mình cái dòng thằng MX3 như hình ảnh mọi người đang nhìn. Đó là thằng 1% đạm, 21% lân và 21% là kali. Thì nó ở một mức độ thấp, an toàn là hiệu quả mọi người nhá. Mình đã xử lý khoanh làm cho bộ rễ yếu đi rồi thì mình chỉ phun bên trên những cái dòng đơn thuần vậy thôi, và hòa loãng hơn liều của nhà sản xuất mọi người nha.
Cộng theo là mọi người sẽ dưỡng thêm cái thằng amylo canxi vào để giúp cho nó dai cuống, chắc cuống mát cây, để quả nó phỏng lên mọi người nhá. Còn tình trạng ví dụ như lớn như của nhà mình này rồi mọi người nhá, đây, quả nó lớn rất là đẹp luôn, thì mình không tùy tình trạng để xem cần thiết thì mình mới bổ sung thằng leo. Còn nếu như mà quả nhà các bạn mà nó sắt lại không thấy lớn trong giai đoạn này thì mọi người sẽ bổ sung ngay thêm thằng leo cho mình nữa mọi người nhá. Thằng leo quả giống như ảnh trên mọi người đang nhìn đấy, thằng bổ sung thêm thằng leo quả nữa cho mình, thì thằng leo quả mọi người sẽ hòa thành cũng loãng hơn nhà sản xuất là 1.000 đến 1.200 lít nước một lọ này để mọi người phun, thì nó sẽ phỏng quả lên, cũng kết hợp cùng với thằng thuốc sâu thuốc bệnh mọi người phun thoải mái mọi người nha. Đấy là chọn lựa những cái dòng thuốc mát để mọi người phun. Còn đây quả như kiểu là cây sung luôn đấy mọi người nha. Này quả này chịu chịt luôn, quả rất là to mọi người nha. Đây là mình zoom ra mọi người nha, chỉ nhìn thấy quả to đấy. Đấy là thực sự mình làm vườn, nhà vườn mình làm gì thì mình chia sẻ đấy thôi. Thế nên là rất là mong mọi người luôn đồng hành ủng hộ kênh cho em. Thì những ai cần đến những cái mặt hàng mà em chia sẻ thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0386 29